Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 33. Này là các nơi đóng trại của dân Israel khi họ ra khỏi xứ Ai Cập, tùy theo các đội ngũ, có Môi-se và A-rôn quản lý. Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va, chép sự hành trình của dân chúng tùy theo các nơi đóng trại. Vậy, này là các nơi đóng trại tùy theo sự hành trình của họ. Ngày rằm tháng Giêng, tức ngày sau lễ vượt qua, dân Israel ra đi từ Ramse cách dạng dĩ, có mắt của hết thảy người Ai Cập thấy. Người Ai Cập chôn những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã hành hạ giữa bọn mình, tức là hết thảy con đầu lòng. Đức Giê-hô-va đã đoán xét các thần chúng nó. Dân Israel đi từ Ramse đến đóng trại tại Sukkot, rồi đi từ Sukkot đến đóng trại tại Etam ở cuối đồng vắng. Kế đó, đi từ Etam vòng về hướng Phi-ha-hi-rốt, đối ngang cùng ba anh Sê-phôn và đóng trại trước Mít-đôn. Dân Israel bỏ Phi-ha-hi-rốt đi qua giữa biển về hướng đồng vắng, đi ba ngày đường ngang đồng vắng Etam, rồi đóng trại tại Mara. Đoạn đi từ Mara đến Elim, và tại Elim có 12 cái suối và 70 cây trà là, bèn đóng trại tại đó. Dân sự đi từ Elim và đóng trại gần biển đỏ. Đoạn đi từ biển đỏ và đóng trại tại đồng vắng Shin. Đi từ đồng vắng Shin và đóng trại tại Đáp Ca. Đi từ Đáp Ca và đóng trại tại A-lúc. Đi từ A-lúc và đóng trại tại Rephidim, là nơi không có nước cho dân sự uống. Dân Israel đi từ Rephidim và đóng trại trong đồng vắng Sinai. Kế đó, đi từ đồng vắng Sinai và đóng trại tại Kibroth Hathava. Đi từ Kibroth Hathava và đóng trại tại Hacerot. Đoạn đi từ Hacerot và đóng trại tại Ritma. Đi từ Ritma và đóng trại tại Rimon Feret. Đi từ Rimon Feret và đóng trại tại Libna. Đi từ Libna và đóng trại tại Risha. Kế đó đi từ Risha và đóng trại tại Kehelatha. Đi từ Kehelatha, đóng trại tại núi Shephe. Đi từ núi Shephe và đóng trại tại Harada. Đi từ Harada và đóng trại tại Mác-hê-lốt. Đoạn đi từ Mác-hê-lốt và đóng trại tại Ta Hát. Đi từ Ta Hát và đóng trại tại Ta Rách. Đi từ Ta Rách và đóng trại tại Mít-ga. Đi từ Mít-ga và đóng trại tại Hách-mô-na. Đi từ Hách-mô-na và đóng trại tại Mô-sê-rốt. Đi từ Mô-sê-rốt và đóng trại tại Bene-gia-cang. Đi từ Bene-gia-cang và đóng trại tại Hô-ghi-gác. Đi từ Hô-ghi-gác và đóng trại tại Dốt-ba-tha. Đi từ Dốt-ba-tha và đóng trại tại Áp-rô-na. Đoạn đi từ Áp-rô-na và đóng trại tại Ê-si-ôn-gê-be. Đi từ Ê-si-ôn-gê-be và đóng trại tại đồng vắng Sin, nghĩa là tại Ca-đe. Kế đó đi từ Ca-đe và đóng trại tại núi Hô-rơ ở chót đầu xứ Ê-đôm. A-rôn, thầy tế lễ, theo mạng Đức Giê-hô-va lên trên núi Hô-rơ, rồi qua đời tại đó, nhằm ngày mùng 1 tháng 5, năm thứ 40, sau khi dân Israel đã ra khỏi xứ Ai Cập. Khi A-rôn qua đời trên núi Hô-rơ, người đã được 123 tuổi. Bây giờ, vua A-ráp là người Ca-na-an ở miền nam xứ Ca-na-an, hay rằng dân Israel đến. Dân Israel đi từ núi Hô-rơ và đóng trại tại Sa-mô-na. Đi từ Sa-mô-na
và đóng trại tại Funon, đi từ Funon và đóng trại tại Obot, kế đó đi từ Obot và đóng trại tại Iye Abarim trên bờ cõi Moab, đi từ Iye Abarim và đóng trại tại Dibon Gad, đi từ Dibon Gad và đóng trại tại Anmon Diblathaim, kế ấy đi từ Anmon Diblathaim và đóng trại tại núi Abarim trước Nebo, đi từ núi Abarim và đóng trại tại đồng bằng Moab gần sông Jordan đối ngang Jericho. Dân Israel đóng trại gần sông Jordan từ Bết Yeshimot chí Aben Shittim trong đồng Moab. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê trong đồng Moab gần sông Jordan đối ngang Jericho mà rằng: Hãy truyền cùng dân Israel mà rằng: Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Jordan đặng vào xứ Canaan rồi, thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. Các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản nghiệp và ở tại đó, vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản nghiệp. Phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ hàng các ngươi. Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn, còn hễ ai số ít thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được. Phải cứ những chi phái tổ phụ các ngươi mà chia xứ ra. Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại sẽ như gai trong con mắt và như chông nơi hông các ngươi. Chúng nó sẽ theo bắt riết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở. Rồi xảy đến, ta sẽ hành hại các ngươi, khác nào ta đã toan hành hại chúng nó vậy. Chương 34. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền điều này cho dân Israel mà rằng: Các ngươi sẽ vào xứ Canaan đặng lãnh xứ làm sản nghiệp, tức là xứ Canaan khắp bốn bề. Miền Nam sẽ thuộc về các ngươi, từ đồng vắng xin chạy dài theo Ê-đôm. Ấy vậy, giới hạn của các ngươi về phía Nam sẽ chạy từ đầu biển mặn về bên hướng Đông. Giới hạn này chạy vòng phía Nam của núi Ạc-Rabbim, đi ngang về hướng Xin và giáp phía Nam Kade-Banea, đoạn chạy qua Hát-Sa-Ác-Đa và đi ngang hướng Ác-Môn. Từ Ác-Môn, giới hạn chạy vòng về lối suối Ê-díp-tô và giáp biển. Còn về giới hạn phía Tây, thì các ngươi sẽ có biển lớn dùng làm hạn, ấy sẽ là giới hạn về phía Tây. Này là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Từ biển lớn, các ngươi sẽ chấm núi Hô-rơ làm hạn. Từ núi Hô-rơ, các ngươi sẽ chấm tại đầu Ha-mát làm hạn, rồi giới hạn sẽ giáp tại Sê-đát. Giới hạn sẽ chạy về hướng Síp-rôn và ăn cuối Hát-sa-ê-nan. Đó là giới hạn của các ngươi về phía Bắc. Phía Đông, các ngươi sẽ chấm ranh mình từ Hát-sa-ê-nan tới Sê-pham, rồi chạy từ Sê-pham xuống đến Rip-la về hướng đông của A-in, đoạn chạy xuống và giáp gành biển Kinneret về phía đông. Rốt lại, giới hạn sẽ chạy xuống về phía sông Jordan và giáp biển mặn. Đó là xứ các ngươi sẽ có, cùng các giới hạn nó xung quanh vậy. Môi-se bèn truyền lệnh này cho dân Israel mà rằng: Ấy đó là xứ các ngươi sẽ bắt thăm chia ra, mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn cho chín chi phái và phân nửa của một chi phái. Vì chi phái con cháu Ruben tùy theo tông tộc mình, và chi phái con cháu Gác tùy theo tông tộc mình, cùng phân nửa chi phái Manasse đã lãnh phần sản nghiệp mình rồi. Hai chi phái và nửa chi phái này đã nhận lãnh sản nghiệp mình ở phía bên kia sông Jordan, đối ngang Jericho về hướng đông, tức về phía mặt trời mọc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Đây là tên những người sẽ đứng chia xứ: Ê-lê-a-sa thầy tế lễ và Giô-suê con trai Nun. Các ngươi cũng phải cứ mỗi chi phái chọn một quan trưởng đặng chia xứ ra. Đây là tên các người đó: về chi phái Giu-đa, Ca-lép con trai Giê-phu-nê; về chi phái con cháu Si-mê-ôn, Sê-mu-ên con trai A-hi-mút; về chi phái Bên-gia-min, Ê-li-đát con trai Kít-lon; về chi phái con cháu Đan, một quan trưởng tên là Bu-ki
con trai Jocli, về con cháu Joseph, về chi phái con cháu Manasse, một quan trưởng tên là Haniel, con trai Ephat, và về chi phái con cháu Ephraim, một quan trưởng tên là Kemuel, con trai Shiptan. Về chi phái con cháu Sabulon, một quan trưởng tên là Elishaphan, con trai Phát Nát. Về chi phái con cháu Isaka, một quan trưởng tên là Phatien, con trai Asan. Về chi phái con cháu Ashe, một quan trưởng tên là Ahihud, con trai Shelumi. Và về chi phái con cháu Nephtali, một quan trưởng tên là Phedaen, con trai Amihud. Đó là những người mà Đức Giê-hô-va phán biểu đứng chia sản nghiệp cho dân Israel trong xứ Canaan. Chương 10. Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa. Nhưng đó há chẳng thôi dân tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu, cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói: Hỡi Đức Chúa Trời, nay tôi đến, trong sách có chép về tôi. Tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hy sinh lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội. Đó là theo luật pháp dạy. Sau lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh, nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi đi được. Còn như đấng này đã vì tội lỗi dân chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. Vì nhờ dân chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng: Chúa phán, này là giao ước ta lập với chúng nó, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giảng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết đấng đã phán rằng: sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ xét đoán dân mình. Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay.
Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó. Anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn. Phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho thiên hạ xem. Phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn. Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì đấng đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Chương 11. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi hãy còn nói. Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chứng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Và không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mà mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Bởi đức tin, Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Ngươi tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình. Bởi đức tin, Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những sự hậu đến. Bởi đức tin, Jacob lúc gần chết chúc phước cho hai con của Joseph và nương trên gậy mình mà lại. Bởi đức tin, Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hài cốt mình. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra,
Cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập vì người ngửa trong sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thử đi qua bị nuốt mất tại đó. Bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám. Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Giê-phê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó, dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Thi Thiên 38. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thịnh nộ mà quở trách tôi, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi, vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi và tay Chúa đè nặng trên tôi. Bởi cơn giận Chúa thì tôi chẳng nơi nào lành, tại cớ tội lỗi tôi xương cốt tôi chẳng được an nghỉ, vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi khác nào một gánh nặng. Tại cớ khờ dại tôi, các vết thương tôi thối tha và chảy lở, tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống, trọn ngày tôi đi buồn thảm, vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi và thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá, tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn. Chúa ơi, các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa, sự rên xiết tôi chẳng giấu Chúa. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏng đi, sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa. Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa vạ tôi, còn bà con tôi ở cách xa tôi. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi, kẻ tìm hại tôi nói điều dữ và trọn ngày toan sự phỉnh gạt. Nhưng tôi như kẻ điếc không nghe chi, như người câm không mở miệng. Tôi đã trở nên như người không nghe, như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình. Vì Đức Giê-hô-va ơi, tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại. Vì tôi có nói rằng, nguyện chúng nó chớ mừng rỡ vì cớ tôi. Khi chân tôi siêu tó, chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi. Tôi gần sa ngã, nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi, vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra. Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi, nhưng kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh, các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều. Còn những kẻ lấy dữ trả lành cũng là cừu địch tôi, bởi vì tôi theo điều lành.
Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ lìa bỏ tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ cách xa tôi. Chúa ơi, Chúa là sự cứu rỗi tôi. Hãy mau mau đến tiếp trợ tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.